Vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Nếu như các bạn đang tìm cho mình một cục đẩy công suất dành cho karaoke cũng như là thiết bị biểu diễn mà các bạn đang chưa biết chọn mẫu sản phẩm như thế nào, thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều các cái mẫu cục đẩy của nhiều hãng khác nhau, nhiều mức công suất khác nhau và với mức giá chất lượng khác nhau. Đấy, nên là mình sẽ rất là khó lựa chọn. Và hôm nay thì mình HD Radio sẽ đưa ra cho các bạn 3 mẫu cục đẩy mà HD Radio thời gian gần đây và nhất là năm 2024 này thì bán cực kỳ nhiều, bán cực kỳ tốt. Bên cạnh mình đây thì đó là 3 cục đẩy của hai hãng đến từ thương hiệu của Anh, đó là JK Audio và Wafarel Pro. Bên cạnh mình đây thì nó là chiếc JKH2004. Đấy. Tiếp theo đó là JKH2006. Và bên này thì đó là Wafarel CBD 3006. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết thêm một chút về 3 cục đẩy này các bạn nhé. Đầu tiên thì đó là cục đẩy JK Audio H2004. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu Anh. Các bạn để ý này là cục đẩy H2004 và H2006 ấy, thì nó sẽ cái hình thức nó sẽ gần như là giống hệt nhau, nhưng mà các cái thông số về kích thước, về cân nặng nó sẽ khác nhau. Còn các cái phần ví dụ giải tần hay là các cái thông số đáp ứng thì nó sẽ tương đương nhau các bạn nhé. Thì với thương hiệu của Anh này thì cục đẩy JK H2004 sẽ là dùng mạch Class H này. Nó sẽ cho công suất là 400W một kênh các bạn nhé. 400W này là sẽ chạy ở chế độ là 8 ohm. Với các cục đẩy ấy, thì nó khác với âm ly cái phần là cục đẩy luôn luôn có các chế độ để các bạn đấu lối loa khác nhau. Ví dụ là nếu mà 400W một ohm này, với 400W ở 8 ohm này thì với các loa 8 ohm nó sẽ chạy chương trình là 400W đấy. Và nếu như mà chạy ở loa 4 ohm thì nó sẽ là 600W. Ngược lại là nó cũng sẽ có thể là dùng cho những loa 16 ohm cũng được các bạn nhé. Thì cục đẩy nó sẽ không quá kén chọn cái phần trở kháng của loa đâu. 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm, 8 ohm hay là kể cả 16 ohm đều ok. Đấy. Về mặt trước này thì các bạn có thể thấy bên này thì đó là logo của hãng này, JK Audio này. Bên này thì là model của sản phẩm này. Ở giữa sẽ là công tắc bật nguồn nha các bạn nhé. Và hai volume âm lượng cho hai kênh A và B. Đấy, trái phải đấy. Và ở chính giữa thì đây nó là mặt đèn led của cục đẩy. Nó hiển thị ở đây là các thông số ví dụ nhiệt độ này, rồi là kênh 1, kênh 2 này. Đấy, rồi là dùng điện điện áp nó đang chạy này. Ví dụ đây là 203, 204.5 này. Đấy. Bên này là các mức báo tín hiệu đã vượt ngưỡng hay chưa. Đấy, khi các bạn sử dụng có công suất lên thì đèn nó sẽ nháy. Với cục đẩy JK H2004 thì tần số đáp ứng của cục đẩy đưa ra đó là từ 20Hz cho tới 20kHz. Cùng với đó độ nhạy của nó là 0.77V và tối đa là 1.4V khi các bạn sử dụng các chế độ khác nhau. Ví dụ như là stereo này, là mỗi một kênh một loa này, kênh bridge này, tức là mình chập lại hai kênh sẽ cộng dồn lại để kéo một loa, và parallel tức là mỗi một kênh sẽ dùng cho hai loa. Lúc này thì nó sẽ có các mức trở kháng khác nhau là 4 ohm, 6 ohm hay là 8 ohm hay là 16 ohm. Thì khi các bạn sử dụng đấu lối với cục đẩy, các bạn cần lưu ý cho mình vấn đề này. Cục đẩy H2004 thì sẽ sử dụng điện 220 trực tiếp các bạn nhé, cắm thẳng 220. Đấy. Cân nặng của cục đẩy thì đó là 18kg với kích thước đó là chiều ngang là 49cm này, sâu 46cm và chiều dày, tức là chiều cao ấy, là 9.5cm. Thì với cục đẩy JK H2004 này thì với những cái loa 8 ohm thì các bạn có thể sử dụng cho những đôi loa ngang karaoke bass 25. Tức là cái đường kính của loa chính ấy, loa bass ấy, đó là 25cm. Và những cái loa mà cái công suất nó từ khoảng chạy chương trình khoảng 400-500W là sẽ chạy thoải mái các bạn nhé. Với cục đẩy JK H2004 này thì tại sao mình lại đưa vào cái clip này? Bởi vì là có một cái điều rất là quan trọng nữa, đó chính là cái mức giá của cục đẩy JK H2004 này là giá cực kỳ tốt và rất là phổ thông, nên là ai cũng có thể lựa chọn cho mình những cục đẩy như thế này. Đó là mức giá là 7.490.000 đang được phân phối và bán tại HD Radio. Tiếp theo thì đó là cục đẩy JK H2006. Với các cục đẩy này, nó 2006 này nó cũng sẽ không khác nhiều với H2004 đâu các bạn. Nó chỉ vấn đề ở đây nó chính là cái công suất.
Công suất của H2004 thì là 400W ở chế độ 8 ohm, còn của H2006 thì sẽ là 600W ở chế độ 8 ohm. Đấy, và khi mà chạy ở chế độ 4 ohm thì 2006 sẽ chạy là 900W một kênh này. Về tính năng, các tính năng sử dụng cũng như là cấu tạo là không khác nhau các bạn nhé. Chỉ có điều là công suất của H2006 sẽ lớn hơn thôi. Và mức giá của H2006 ấy, thì nó sẽ là 8.490.000, đang được bán phân phối tại HD Radio. Đây là mặt sau của cả hai cục đẩy các bạn nhé, vì là nó chỉ khác nhau phần công suất thôi, nên là mình sẽ quay để hai cái cùng một chỗ nhỉ, các bạn dễ hình dung này. Đấy, thì với mặt sau của JK H2004-2006 thì về phương thức đấu lối, đúng không? Đường in vào nó sẽ có hai cổng Calon này và đường hai cổng Linh này. Đấy, cổng ao âm thanh, đây là cổng ao tín hiệu đã có công suất nhá, thì sẽ có là xoáy dây này, hoặc là cổng lưu trích này. Đấy, cổng cắm nguồn 220 này, và các bạn để ý có một cái bảng gạt các cầu đỏ này. Đấy, thì ở đây thì để chúng ta sẽ chuyển các chế độ như lúc nãy mình vừa nói ấy, đó chính là stereo này, bridge này và parallel, để các bạn sử dụng cho phù hợp và với các loa khác nhau nhé. Với cục đẩy JKH2006 với 600W một kênh ở 8 ohm này thì các bạn có thể sử dụng cho những chiếc loa ngang bass 30, những chiếc loa full công suất lớn hơn. Đấy, với đường kính bass là 25, hoặc là nếu như các bạn sử dụng chế độ bridge, các bạn đấu chập kênh thì các bạn có thể sử dụng cho những con súp hơi. Đấy, để chúng ta sẽ sử dụng những cục đẩy như H2006 này. Với cục đẩy CBD 3006 ấy, thì sẽ đưa ra công suất 8 ohm là 870W. Còn khi các bạn sử dụng với 4 ohm thì sẽ là 1300W. Với cục đẩy 3006 này thì các bạn có thể sử dụng cho những cặp loa full bass 30, 40 hay là những chiếc trầm, siêu trầm đó, bass 40 này, bass 50 này, thậm chí là những trầm 2 bass 50 đều có thể sử dụng được. Và khi mà các bạn sử dụng với những cục trầm ấy thì các bạn sẽ chuyển sang chế độ bridge và các bạn sẽ chạy ở chế độ 4 ohm là sẽ là khoảng 2600W ở chế độ 4 ohm bridge các bạn nhé. Với CBD 3006 thì vẫn đưa ra cái tần số là từ 20Hz cho tới 20kHz, cho nên là sẽ phù hợp gần như với tất cả các loại loa các bạn nhé. Độ nhạy thì vẫn vậy thôi, từ 0.775 đến 1.4V, và các chế độ đánh là stereo, bridge, parallel, chạy sử dụng điện là 220V. Đấy, kích thước của cục đẩy này thì là từ chiều sâu là 45.1cm, chiều rộng là 48.3cm và chiều cao là 8.8cm, với cân nặng của CBD 3006 là 22kg các bạn nhé. Đây là mặt sau của cục đẩy CBD 3006 này các bạn nhé. Thì với CBD 3006, cái đầu tiên các bạn lưu ý cho mình đó là cái phần cổng ao của đẩy này, đó là sẽ dùng cổng lưu trích này. Đấy, hay còn gọi là cái rắc speaker đấy. Đấy, các cổng in vào này, đó là cũng Calon này, cổng ra này, cổng linh ra này, hai bên hai quạt gió, và một cái nữa đó là CBD 3006 là dây nguồn của nó là liền luôn các bạn nhé, sẽ không tháo rời ra được. Đấy, cầu trì này, tiếp mát này. Đấy, các nút gạt để chuyển các chế độ khi các bạn sử dụng với lại loa tương ứng này. Với cục đẩy CBD 3006 thì HD Radio đang phân phối với mức giá là trên 20 triệu một chút các bạn nhé. 20 triệu, mình nhớ khoảng 20.790.000 gì đó, với cái thời điểm của hè 2024 này. Đây là mức giá của CBD 3006. Và cái giá này thì vẫn có thể thay đổi theo thời gian các bạn nhé. Mình vừa giới thiệu các cái thông số cũng như là các cái tính năng cũng như là các cái mục đích sử dụng cơ bản của ba mẫu cục đẩy này. Còn nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn ấy, thì với dòng JK này thì bên mình còn có những cái phân khúc mà nó sẽ phù hợp cho các bạn sử dụng hơn. Ví dụ như là JK sẽ có H2004 này 400W này, 2006 600W này, hoặc là 2008 sẽ là 800W một kênh. Hoặc là cái với phân khúc 4 kênh thì sẽ có là JKH 4004, 4006, 4008. Đấy, nó sẽ phù hợp cho các bạn sử dụng 4 loa với những mức công suất khác nhau. Hoặc là như CBD. Đấy, CBD thì sẽ có là CBD 1006, 450W, CBD 2006, 650W,
CPD 3600 là 870W và CPD 4800 là 1000W một kênh. Đấy, sẽ có rất nhiều các cái mức mà để các bạn lựa chọn phù hợp cho những loa khác nhau về mức công suất. Và về mức giá thì của GK bao giờ giá cũng sẽ mềm hơn, giá sẽ tốt hơn và phổ thông hơn để các bạn dễ phối ghép lựa chọn hơn. Còn nếu như các bạn lựa chọn những cái phân khúc cao cấp hơn thì các bạn có thể lựa chọn ví dụ như của dòng Wacadell Pro này. Đấy, và những cái như ba cái mẫu này thì rất là phổ thông và rất là nhiều khách hàng đến với HD Radio đã lựa chọn những cái mẫu cục đẩy này. Và một cái phần nữa nó rất là quan trọng đó là về cái chất âm thể hiện của hai dòng cục đẩy GK và Wacadell Pro này. Thì với GK thì nó là phân khúc bình dân hơn, cho nên là cái chất lượng âm thanh của nó sẽ thấp hơn là so với lại Wacadell Pro. Nhưng mà về cái chất âm của GK đưa ra thì các bạn cũng hoàn toàn yên tâm về chất lượng. Đó là chất lượng âm thanh đầu ra của GK rất là hay và sáng tiếng, rõ tiếng, đúng không? Còn cái độ chi tiết âm thanh mà nó cao hơn hẳn lên thì của Wacadell Pro nó sẽ làm tốt hơn rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ test các cục đẩy này cho các bạn có thể trải nghiệm. Ở đây thì mình sẽ không dùng một thiết bị xử lý nào cả, mình sẽ chạy thẳng cục đẩy công suất các bạn nhé, ra thẳng loa. Đấy, cục đẩy công suất ra thẳng loa. Đấy, và mình sẽ lấy nguồn từ máy tính thôi, rất là đơn giản. Mình sẽ dùng một con đẩy H2600 này, công suất 600W này và CPD 3600 để ghép với lại một cặp loa của Wacadell Pro đi. Chất lượng cái phần thể hiện của loa nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cặp loa mình sẽ dùng đó là Anglo X12A. Đây là cặp loa bass 30 đến từ thương hiệu Anh, cũng của Wacadell Pro. Và cặp Anglo này thì sẽ sản xuất tại Trung Quốc chứ không phải là sản xuất tại bản xứ tại Anh như là các cặp E. Đây mình sẽ dùng cặp Anglo X. Và để test các cục đẩy này có một cách khách quan nhất thì đó là mình sẽ sử dụng nguồn nhạc trực tiếp từ YouTube. Ở đây mình sẽ lấy từ máy tính này, sẽ chạy thẳng vào con đẩy và không qua một thiết bị xử lý nào các bạn nhé. Và đôi loa test của mình đó là Anglo X12 đấy, và bass 30, chạy nhé các bạn nhé. Các bạn thấy đấy, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau test cùng một bài nhạc, cùng một cặp loa, cùng thiết bị và chỉ khác nhau đó chính là hai cục đẩy công suất CPD của Wacadell Pro và GK. Đấy, thì với hai con đẩy này các bạn nghe hai thiết bị này nó thể hiện cực kỳ tốt âm thanh, thì vẫn có một cái sự khác biệt đôi chút đó chính là cái về vấn đề chất lượng âm thanh đưa ra. Thì với phân khúc bình dân và phân khúc cao cấp hơn
đưa ra những cái mức cùng âm lượng như vậy nhưng mà chất lượng âm thanh nó sẽ khác nhau. Các bạn nghe, các bạn có thể để ý thấy đó là cái phần âm thanh đưa ra đó. Với của JK thì nó có sẽ không được sắc nét cũng như là cái gãy gọn được như là của Wafrel Pro. Đấy là điều đương nhiên. Nhưng mà với cái mức giá nó khác nhau hoàn toàn như vậy thì cái chất lượng âm thanh đưa ra khác nhau là điều hiển nhiên và nó phải như vậy. Đấy là những cái nhận xét khách quan nhất của mình về hai cục đẩy của hai hãng khác nhau này. Còn nếu như các bạn muốn được trải nghiệm thực tế cái những cục đẩy của JK Audio hay là của Wafrel thì các bạn qua trực tiếp các showroom của HD Radio tại miền Bắc cũng như là miền Nam là để trải nghiệm những cục đẩy này các bạn nhé. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về những cục đẩy này thì các bạn có thể gọi vào số hotline 1800 0042 của HD Radio hoặc là truy cập website hdradio.vn. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng video tại đây. Các bạn thích video của mình nhớ cho mình một like, một subscribe cũng là chia sẻ đến người thân để tìm hiểu về mẫu cục đẩy mà các bạn đang quan tâm các bạn nhé. Còn bây giờ, xin chào. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.